ập đến đằng sau gáy mình, nó may đẩy xuống cái hố nước như này này, hố nước như này thì cái đất bùn nó mới loãng ra thì mình mới chui lên được. Chứ còn là mình lúc mà mặc áo mưa nữa thì mình xé cái áo mưa mình chui lên mới chui lên được. Như vậy là anh bị vùi lắc luôn. Vùi quá mà. Ôi trời ơi. May là cái miếng đất đấy thì nó lại một nửa ở trên, một nửa ở dưới, nó cắt được cái đoạn này, nó rơi đống nước kia xuống, đống đất kia xuống thì nó mới vội lấy nước, hố nó sâu hơn cái hố này nhiều, nó mới loãng được cái bùn ra thì nó chui lên được. Dạ. Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Lan Thai Kiên Giang nha. Thì đây quý vị, đây là một cái đồng ruộng của bà con, nhưng mà bây giờ tan hoang hết trơn luôn. Cái này nó nằm hết luôn coi nha. Trời đất ơi. Ủa cái này là nước lũ vào trước đâu, cái sạt lở sau mà đúng không? Đúng rồi. Hồi đó là lúa của mình là vẫn là đứng sững tươi tốt phải không ha? Vậy xung như là lúa không vào nó vẫn đứng thẳng. Dạ đúng rồi. Nên là cái này mình cắt được như mình cắt. Trời đất ơi. Ủa cái lúa này là nhà mình ở gần đấy hả cô? À chúng ta hả? Ồ, nhà ở trên kia hả cô? Ở trên này hả? Ôi, con thấy hình như là ở khu đó nó cũng sạt lở mà. Dạ. Nhưng mà cái này nước lũ là theo suối đây vào. Dạ. Chỗ kia, cột điện kia, nó xuống đấy. Ồ, cái gì kia thế nhỉ? Mình có mà cái vườn của mình có cây cái trái gì không cô? Trời ơi, ơi. Giúp em với. Anh có thể cho em xin vài phút để em chia sẻ về cái lúc mà nó bị cuốn trôi anh á. Đây, bây giờ mình kiếm chỗ nằm sao gì đã ăn đang rồi. Dạ. Trời ơi, vậy là anh là người may mắn lắm á. Cả làng bỏ cho gà bỏ cho lợn để mổ ăn mừng nhưng mà không ăn mừng được. Dạ, ổn định đã. Cũng may quá ha. Vậy là bác này là cái người mà hồi hôm qua ba mấy cô kia kể rồi. Bác này là con rất là may mắn nè. Là hình như là đứng ngoài đường mà nó sạt xuống tới dưới cái suối luôn đúng không cô? Đúng rồi. À. Chạy thôi chứ còn. Wow, đi ra một suối cái gì đây? Là 70. Bịt lái gì sao bịt lái? Lái đây chứ ai hỏi bằng mày. Mà đâu có cái lái biển xe là chiều lục chiều chở đám luôn đấy, hiểu không? Thấy thuộc rồi không? Thấy rồi, vừa thấy xong. Đưa lên chưa? Đi xong viện rồi. Đó, đã gặp được một người nữa rồi quý vị ơi. Một người đó. Dù gì người cũng đã tìm sống rồi. Dạ. Mình còn tiếp những nạn nhân tiếp theo. Dạ thì em cũng nghe hồi nãy cũng đi cái con đường với chị á, nghe chị bảo là anh hồi lúc mà cái đất bị sạt lở xuống á là mình là bị lũ cuốn xuống dưới luôn mà mình vẫn còn sống mình đúng không ạ? Lúc người đang lai mà hai người lai là một người chết rồi còn mình là trôi xuống đấy. Trời ơi. Thì lúc đấy nó sạt xuống thì chỉ có chạy thôi, chạy thì mà mình may là mình chạy nhanh hơn được, nhưng mà thằng kia khả năng nó bị vấp ngã, nó chạy đúng cái hướng nó không đúng, nó bị mắc nhiều cái vật cản của nó ngã. Dạ. Chắc là nó bị ngã ở cái bên mé cái chuồng trâu ấy thì nó không qua được. Dạ. Mình chạy thì nó ập đến đằng sau gáy mình nên nó may đẩy xuống cái hố nước như này này. Hố nước như này thì cái đất bùn nó mới loãng ra thì mình mới chui lên được. Chứ còn là mình lúc mà mặc áo mưa nữa thì mình phải xé cái áo mưa mình chui lên, mới chui lên được. Như vậy là anh bị vùi lắc luôn. Vùi quá mà. Ôi trời ơi. May là cái miếng đất đấy thì nó lại một nửa ở trên, một nửa ở dưới, nó cắt được cái đoạn này, nó rơi đống nước kia xuống, đống đất kia xuống thì nó mới vội lấy nước, hố nó sâu hơn cái hố này nhiều, nó mới loãng được cái bùn ra thì mình mới chui lên được. Dạ. Nên được thì còn nếu mà chậm vài bước ở trên này thôi là cái đống đất đấy nó bùi là toi, nên là lại mình
ba người phi được xuống hố nước ấy, thì là sống được cả ba hết. Dạ con. Mà cũng may là đến lúc đoạn đấy là nó cũng hết đất rồi, nhưng nếu còn nhiều mà nó lấp lốt cả cái hố thì cũng chết. Dạ. Nhưng mà tính ra là anh là người chứng kiến, tận mắt chứng kiến là anh theo anh suy đoán là hiện tại bây giờ ở trong khu vực này là tầm khoảng bao nhiêu người bị vùi lấp? Thực ra mà nói những cái người mình biết thì có mấy người thì bây giờ đã tìm thấy hết rồi, nên tìm thấy ông này cuối cùng là hết rồi, còn những người đi đường thì không biết có ai không, nhưng mà mình nghĩ khả năng là vẫn là có, bởi vì xem lại cái live là mình thấy là lúc có một vài cái xe máy nó đi ngược lên mé trên nữa thì không biết là có ai thoát được không. Nó đi sau cái xe 16 chỗ màu trắng ấy là còn mấy cái năm bốn năm cái xe máy đấy không. Ui đấy, thì là không biết là cái xe màu trắng thoát được xa không, nhưng mà xe màu trắng thoát, xe 16 chỗ mà thoát rồi thì nó phải còn mấy cái xe máy nữa thì không biết là có thoát được không, thì còn chưa biết, phải đợi họ đào nốt chỗ kia thì may ra mới biết được. Nhưng mà cũng lạ là cũng rất khả năng là cũng không có ai bị sao. Yeah. Bởi vì ông chưa thấy người thân đến tìm tòi gì cả thì chắc là cũng không có ai bị sao. Dạ yeah. Yeah, anh với cho em hỏi mà cái lúc mà như là ở trên kia nó sạt đất xuống á, thì như là anh thấy như là ở trên kia nó sạt xuống một cái tốc độ nhanh không anh? Ui, nó quá nhanh luôn, chứ nó có vài giây thôi là nó đến rồi chứ. Ôi trời. như vậy là mình đâu có chạy kịp đâu ha anh hả? Nói chung là chỉ có vài giây thôi. Vài giây thôi mà. Dạ. Yeah. Mình chạy chẳng qua là nó may kiểu may là chạy ra đợi hướng đằng sau hai cái ô tô thì là ô tô nó chắc nó cũng cản lại bớt đất lại cho mình. Dạ. Yeah. Thì là cũng không kịp đâu. Đấy là hai cái ô tô nó chắc nó cũng cản lại bớt đất cho một tí. Nó đẩy hai ô tô xuống thôi. Mình xuống đến hố xong là quay lên đây là thấy hai ô tô nó cũng nằm ngay trên bên cạnh mình luôn. À. Vậy là nhờ cái vật cản là ô tô đấy. Chắc khả năng là thế. Dạ. Đó, thế. Anh cho em biết là cái cảm giác lúc mà cái bùn đất mà nó anh có việc chứ ta. Dạ, em cảm ơn. Cái bác này là hiện tại là cái người mà gọi là cũng hỗ trợ cho bà con, nhưng mà bị bùn tạt xuống với bà suối ngày hôm qua là nó nói đâu quý vị. Hôm nay là có chó nghiệp vụ luôn rồi quý vị. Lực lượng cảnh sát cơ động tạm thời rút về bên kia. Tất cả anh em rút về đi. Rồi, lực lượng phòng cháy rút đi. Di chuyển một phía bên đây mà tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm nữa rồi. Thì coi như là những người xung quanh đây là đã tìm gặp gần như là gần hết rồi quý vị. Và không biết là còn những người dân mà gọi là đi ngang qua đường không? Thì còn tiếp tục tìm kiếm gì vậy? Thì coi như là những người xung quanh đây là đã tìm gặp gần như là gần hết rồi quý vị. Và không biết là còn những người dân mà gọi là đi ngang qua đường không, thì còn tiếp tục tìm kiếm cái gì đây. Đây là khoảng tầm 15 mét nó sẽ lộ này sẽ được thông cái gì đây. Nhưng mà có thể là nghe được lực lượng chức năng nói là có thể là tầm hết nguyên ngày nay, tại vì vừa thông đường và vừa cũng như là sẽ tiếp tục đào cái bên khu đó để mà coi như tìm kiếm thêm những nạn nhân còn lại quý vị. Và sáng nay thì đã gặp thêm một người nam và cũng như cụ ông này cũng đã lớn tuổi rồi quý vị, thì cũng được gia đình đưa về rồi. Và hồi nãy thì được anh em được phỏng vấn được một cái anh trai, nói chung là ba người, trong ba người đó có một anh livestream thì từ trên đây nó sạt xuống trong kia vài giây tích tắc thôi và đưa anh tặng thuốc với suối dưới kia. Thì đây còn khoảng có thể là đây tới trưa là sẽ thông được cái tuyến đường quốc lộ 2 này quý vị. Còn khoảng mười mấy mét nữa là sẽ thông đường rồi. Và hình như là mọi người cho biết được là hiện giờ thì cái khu vực này là những người mà dân ở đây được biết là đã tìm gặp được hết rồi. Còn không biết là có những khách mà gọi như giảng live đi ngang đường, thì trong lúc mà live stream đó thì anh em thấy rất là nhiều
xe máy đang chạy ngang, thì không biết là còn những người khách vãng lai hay không, chứ còn mà người dân địa phương đây thì đã coi như là ngày hôm nay là sáng ngày hôm nay là đã tìm được người cuối cùng. Đây thì bà con cũng đang đào bới, bới hình như là đào nguyên khu vực này đã đào xong hết rồi nè quý vị. Và nghe nói là sau cái ngọn đồi này cũng có một bà cụ nữa mà không biết là tìm gặp chưa, thì chút xíu nữa anh em sẽ di chuyển qua bên đó để cập nhật cho quý vị khán giả. Thì từ sáng sớm là đã đội cứu trợ và cũng như là lực lượng chức năng đã có mặt rất là sớm để tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn lại quý vị ơi. Đây cái khu vực còn ở bên khu vực chỗ cái cây cây đứng đó thì tới cái khu vực ra ngoài này. Hồi nãy thì anh em ở dưới đầu kia nên là di chuyển phải đi một cái con đường vòng. Cả nhà xem là cái đây là phải đi đường vòng từ tuốt ở trong đó đó, tuốt ở trong mi trong đây. Để anh em vô lại nè, đó, thấy mọi người đang đứng bên đó không? Phải đi vòng trong đó đó, đi bọc qua đây nên là thành ra là có người để tìm được người nạn nhân cuối cùng, nhưng mà anh em di chuyển qua đây thì rất là xa nên là không kịp ghi hình cái đoạn đó quý vị ơi. Và đây ban ngày thì Nam sẽ quay lại cho cả nhà xem. Đây là cái đồi mà sạt đây, và trên đó thì xa xa trên đó là có cái mạch nước nè, đó từ trong đá chảy xuống đó không. Và đi di chuyển đi hướng lên trên Hà Giang thì cách đây khoảng 2-3 cây số thì hiện tượng đang có nguy cơ sạt lở rất là cao, và coi như là lực lượng chức năng cũng đang phong tỏa và di tán dân hết rồi quý vị. Đây bây giờ mà xe này là đang di chuyển đất này đi chỗ khác nè, thì tuyến đường này sắp thông rồi, và hiện giờ bà con cô bác đang đi ngang cái khu vực này thì xe khách ở dưới cách đây cũng khoảng mấy cây số đó, đi xuống hướng này từ Hà Nội đi lên, và đi ngang đây thì phải xuống xe và cũng như là đi bộ qua một cái con suối dài qua bên kia, qua bên đầu kia thì có xe đón đi tiếp. Thì chút xíu nữa anh em sẽ cập nhật video ở đây, và cũng như là anh em sẽ di chuyển đến những cái nơi mà gọi là hiện tại đang sạt lở và cũng như là tìm kiếm chưa gặp đó, thì anh em sẽ cập nhật cho quý vị khán giả. Coi như là cái thông tin chính xác nhất là ngày hôm nay bà con ở khu vực địa phương đây thì coi như là đã tìm được hết rồi. Còn bây giờ là những người mà hiện tại là khách vãng lai thôi, tại vì trong cái đoạn ghi hình livestream đó thì thấy rất là nhiều xe máy lúc đó là vẫn di chuyển bình thường, và được người ta cảnh báo, người dân cảnh báo, và trong đó thì có một anh YouTube đứng livestream và cảnh báo người dân đó, rồi cũng không qua khỏi. Và có một anh Tấn ngày hôm qua cũng vậy. Đó, mấy cái xe này ngày hôm qua tuốt trong kia, bữa nay là đã ra đường luôn nè. Tạm thời thì còn chỉ bên đội máy xúc thôi, còn lực lượng chức năng đã coi như là tìm gặp hết thì đang đi di chuyển về phía bên trên đó rồi.